Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay ở tuần 8 tiết 15-16, chúng ta qua chủ đề 3, chạy cự ly ngắn. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu các cự ly chạy. Em hãy cho biết chạy cự ly ngắn là những cự ly nào. Câu trả lời sẽ là 60, 80, 100, 200 và 400 mét. Tiếp tục, em hãy cho biết chạy cự ly trung bình là những cự ly nào. Chạy cự ly trung bình gồm có 800, 1000, 1500 mét. Em hãy cho biết chạy cự ly dài là cự ly nào. Chạy cự ly dài là chạy cự ly 42.195 mét. Khi có người hỏi cự ly trung bình, cự ly ngắn, cự ly dài thì chúng ta sẽ trả lời theo những câu hỏi như trên. Ở phần mở đầu, các em tiếp tục đăng nhập vào đường link lớphoc.hochiminh.vn để lấy bài xem. Hôm nay chúng ta ôn tập lại kỹ thuật xúc thấp đã học ở lớp 8 và thực hiện một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Và chúng ta thực hiện cơ bản cách đo và đóng màn đạp. Ở phần khởi động cũng giống như các tiết học trước, trước khi thực hành thì chúng ta sẽ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, chúng ta ép dọc, ép ngang, vân, để làm nóng cơ thể lên. Ở phần khởi động chuyên môn thì chúng ta sẽ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy tại chỗ, sau đó chúng ta sẽ di động. Ở phần cơ bản, chúng ta sẽ thực hiện được các động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu với em về đường chạy. Hình ảnh trên là đường chạy Điền Kinh. Khi chạy thì cự ly ngắn thì chúng ta sẽ chạy theo ô. Chúng ta không được chạy theo qua ô của vận động viên khác. Ở kỹ thuật chạy ngắn hoàn chỉnh có 4 giai đoạn. 1. Xuất phát. 2. Chạy lao xuất phát. 3. Chạy giữa quãng. Và 4. Rồi về đích. Em quan sát trên hình ảnh. Kỹ thuật chạy ngắn có 3 khẩu lệnh được trọng tài thực hiện. Các em thường thực hiện ở trên trường đó. Vào chỗ sẵn sàng chạy thì trọng tài sẽ bỏ phát lệnh hoặc là súng phát lệnh. Đây là ván phát lệnh mà ở trường chúng ta thực hiện. Và đây là súng lệnh của trọng tài khi thi đấu quốc tế. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em cách đo và đóng bàn đạp. Các em quan sát trên màn hình, đây là cái bàn đạp của vận động viên Điền Kinh thi đấu. Và đây là hình ảnh cách để các em đo. Đầu tiên bàn đạp trước cách vạch xuất phát 1,5 bàn chân. Các em quan sát hình ảnh nha. Bàn đạp sau cách vạch xuất phát 3 bàn chân. Hai bàn đạp cách nhau theo chiều ngang, một bàn chân nằm ngang từ 10 đến 20 cm. Về góc độ nằm nghiêng thì bàn đạp trước từ 45 đến 50 độ và bàn đạp sau từ 75 đến 80 độ. Đó là cách đóng và đo bàn đạp. Và chúng ta sẽ xem một cái clip ở vòng chung kết Olympic Tokyo năm 20 của 100m nam. Dừng đường chạy lại, lý do là có một vận động viên xuất phát trước. Vận động viên này Phạm Huy. Các em quan sát lại trên màn hình, đây có một vận động viên xuất phát trước. Và theo luật Điền Kinh thì vận động viên này sẽ bị loại. Các em quan sát trên màn hình, lúc này trọng tài ở phía trong sẽ đi ra và cầm thẻ đỏ đến đường chạy của vận động viên và yêu cầu vận động viên rời khỏi đường chạy để cho các vận động viên khác thi đấu tiếp tục.
Vừa rồi là một tình huống xuất phát sớm của Daniel Hughes. Rất đáng tiếc khi Daniel Hughes đã bị chốt quyền tham dự ở lượt chạy chung kết này. Rất căng thẳng. Su Bình Tiang niềm hy vọng vặt. Rất xuất sắc. Những bước chạy cuối cùng rất nhanh của Jacob. Marcel Jacob đã giành huy chương vàng ở nội dung chạy 100m nam. 9:80 là kết quả được ghi nhận. Đó là thành tích tốt nhất của cá nhân Marcel Jacob. Và chúng ta cũng sẽ xem một cái đoạn clip chung kết 100m nữ. Ở phần kết thúc thì các em có thể xem thêm nhiều clip qua kênh YouTube. Ở nhà các em nhớ dành thời gian để quay clip bài thể dục và nộp bài đúng thời gian quy định. Cuối cùng, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.